Ảo thật mọi người ạ. Nó như kiểu là hình nó hiện ra trước mắt mình luôn, mà kiểu mà có thể cầm được ấy, nó rất là nổi luôn. Nếu anh em nhìn qua video á thì anh em không thể nào nhìn rõ và hiểu rõ được về những cái hiển thị về cái màn hình 3D nó là như thế nào, nhưng mà đây là một dạng hình ảnh 3D mà nhìn anh em qua, nhìn qua màn hình này thì nó không cần kính và nó rất đặc biệt. Ok, video này mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho mọi người về chiếc Asus ProArt StudioBook 16 3D OLED nha. Ok, bắt đầu video nào. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nói về cái điểm đặc biệt nhất của chiếc laptop này, đó chính là về hình ảnh 3D được hiển thị từ màn hình này mà không cần kính. Mình nhấn mạnh là không cần kính nha. Trước đây mọi người nghe về những cái thuật ngữ gọi là xem hình ảnh 3D này kia thì bắt buộc phải có một cái kính, nhưng mà đối với chiếc laptop này của Asus, anh em không cần kính cũng có thể nhìn được những hình ảnh 3D cực kỳ hay luôn. Và để làm được điều đó thì Asus chèn thêm một cái lớp hiển thị 3D ở ngay gần trên cùng của tấm nền. Ánh sáng truyền đi bình thường á, nó sẽ theo đường thẳng như thế này, tức là những cái hình ảnh hay là video mình coi nó chỉ là 2D truyền thống thôi. Nhưng mà khi xem những cái nội dung 3D thì cái lớp hiển thị này nó sẽ điều chỉnh lại các cái đường ánh sáng từ đường thẳng thành đường chéo về hai phía, tương đương với mắt trái và mắt phải của người đang nhìn vào cái màn hình này. Và tất nhiên để điều chỉnh được hướng đi của hình ảnh thì trên cùng của màn hình cũng sẽ được trang bị thêm hai camera để tracking cũng như là nhận biết mắt người theo real time luôn, để từ đó hình ảnh cũng sẽ di chuyển theo mắt của mọi người luôn. Và cái khoảng cách lý tưởng nhất để khi mình nhìn vào những cái hình ảnh 3D ở đây và cũng như là để giúp cho hai camera này nó có thể tracking được mắt của mình tốt nhất thì nó sẽ là một cái khoảng cách đâu đó 5-60cm để cho mọi người có thể nhìn vào đây. Như ở đây mình nhìn những cái hình ảnh về con robot đang hiển thị trên màn hình này, nó có một cái sự nổi khối và giống như là con robot này nó đang lơ lửng ngoài màn hình chứ không phải là nó đang hiện bên trong màn hình mọi người ạ. Thật sự là nó rất là khó để cho mọi người có thể trải nghiệm được giống như mình khi mình nhìn trực tiếp ở đây, vì camera nó chỉ có một lens, trong khi người thì có hai mắt là trái và phải, nên là hình ảnh 3D nó sẽ hiển thị mới thực sự tốt được. À, nhưng mà công nghệ này thì cũng có chút hạn chế nha. Do là camera tập trung tracking vào mặt chủ thể á, nên chỉ cần một cái khuôn mặt thứ hai xuất hiện trong cái phạm vi nó đang quét thì nó sẽ lập tức mất cái sự ổn định ngay. Hình ảnh nó sẽ kiểu bị giật qua giật lại ấy. Để cho anh em dễ hiểu thì nó y chang cái phân đoạn trong Mission Impossible khi mà bị phát hiện kẻ đột nhập trong tòa khánh hội ấy. Còn về mặt ứng dụng của cái tính năng này, mình nghĩ là nó sẽ phù hợp nhất với những bạn nào mà thường có những cái bản mẫu về thiết kế mà cần nhìn 3D, kiểu như là nhà, xe hay là một bất kỳ một cái vật dụng nào đó cần chiếu 3D lên để cho người nhìn á có thể nhìn vào và hiểu được cái cấu trúc 3D của nó như thế nào, thì mình nghĩ là nó sẽ là những cái trường hợp ứng dụng tốt nhất. Và Asus không phải là hãng đầu tiên làm cái kiểu màn hình 3D để cho anh em có thể nhìn được hình ảnh như thế này nha. Trước đây cũng có một chiếc laptop của hãng A nào khác đó cũng là cái kiểu này rồi, mà mình cũng đã trải nghiệm rồi. Thì khi mình trải nghiệm cái này á thì nó hoàn toàn khác biệt luôn. Anh em biết khác biệt ở chỗ nào không? Đó chính là về cái độ phân giải của màn hình. Thì đây là màn hình 4K và cũng như là tấm nền của nó là tấm nền OLED, thì nó sẽ khắc phục được những cái tình trạng trước đây như những con laptop khác á, mà nếu sử dụng cái kiểu nhìn 3D này á mà dùng màn IPS thì chắc chắn nó không hiển thị tốt được như vậy. Bởi vì màn OLED thì nó sẽ có độ sáng cao là cái thứ nhất là ưu điểm này, và bên cạnh đó kết hợp với cái độ phân giải 4K thì những cái hình ảnh 3D anh em nhìn trên này á thì nó cực kỳ là sắc nét luôn, cảm giác như là nó hiện ngay trước mắt và nó nổi ngay trước mắt á. À, nói một hồi tôi mới biết là tôi nói nhầm mọi người ạ. Đó chính là độ phân giải của cái màn hình của con này á thì nó chỉ là 3.2K thôi, nhưng mà cái tấm nền của nó đang sử dụng vẫn là tấm nền OLED nha. Và có một cái điểm cộng nữa thì tần số quét của nó là 120Hz, và cùng với những cái công nghệ màn hình khác cũng như những cái công nghệ hỗ trợ hiển thị khác thì trên màn hình này nó vẫn rất là tuyệt vời để cho anh em có thể trải nghiệm giải trí xem phim này kia một cách tốt nhất. Còn về mặt cấu hình thì đây là chiếc laptop cũng được trang bị một cái cấu hình rất là mạnh. Như ở đây mình tham khảo mình thấy là nó đang dùng Intel Core i9-13980HX nè, nó có cả càng đồ họa rời RTX 4070, một cái cấu hình mà chắc chắn nếu anh em sử dụng á thì máy nó sẽ rất là ngon lành trong cái việc chơi game giải trí hay là anh em kiểu làm việc này kia thì nó đều rất là ổn. Còn về yếu tố nhiệt độ hay là trải nghiệm thực tế trong những cái phần mềm á thì thật sự là đây mình chỉ trên tay nhanh thôi, mình khó mà chia sẻ chi tiết được cho mọi người. Nhưng mà sắp tới con máy này về Việt Nam á, mượn được của Asus và cũng như là mượn lâu hơn thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái video một cách chi tiết hơn nha. Bên cạnh đó, một vài những cái mặt khác như là mặt C của con này thì nó sẽ có một cái phần bàn phím full size với đầy đủ các phím để cho anh em có thể gõ, và cũng như là cái độ nảy của bàn phím thì vẫn rất là ok. Ở đây phía dưới anh em cũng có thể thấy được là nó có một cái cụm dial để cho anh em có thể xoay chuyển tăng giảm âm lượng, hoặc là anh em có thể key những cái phím ở trong phần mềm Photoshop hoặc là trong Premiere này kia để anh em có thể sử dụng. Và phần trackpad thì vẫn rất là to, có cả công nghệ cảm ứng lực ở trên này đó, nó bấm rất là tuyệt vời, bấm ở đâu cũng được luôn. Và cái bề mặt của mặt C này thì anh em sờ vào anh em sẽ thấy nó rất là mịn, và cùng với đó cũng có những cái họa tiết kiểu kim tuyến này kia nhìn cũng rất là ok đúng không. Còn về cổng kết nối thì em này vẫn sẽ có khá là đầy đủ những cái cổng kết nối mà mình cần dùng, như là cổng USB A này, hai cổng C Thunderbolt 4 này, và bên cạnh cũng sẽ là cổng khe SD tốc độ cao và cổng 3.5 cũng là một cái USB nữa. Nói chung là cổng thì mình thấy đầy đủ để cho anh em có thể sử dụng được. Còn lại toàn bộ những cái thông số khác và cũng như là những cái tính năng nổi bật của chiếc laptop này thì mọi người có thể thấy hết ở trên các bảng thông số này nha. Nói chung một cái bảng hiển thị đầy đủ để cho anh em có thể nhìn ở đây.
Ok, anh em thấy sao về chiếc laptop ProArt Asus StudioBook 16 3D OLED? Một cái màn hình 3D trải nghiệm các thứ rất là hay ho đúng không? Anh em thấy sao? Và cũng như anh em có thích nó hay không để là phần bình luận nha. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho NGZ. Mình là Gà Tổng, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.